Netizen Trung Quốc thùng rỗng kêu to như nào khi xem việt phục cổ trang của nước ta. Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề: Dựa trên bức chân dung của dòng họ Bùi ở Việt Nam, vào thời nhà Lý, việc xóa tóc, cầm quạt và đi chân trần hàng ngày là phổ biến. Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé tôi không có ý gì khác tôi chỉ có một thắc mắc ở việt nam nóng quá có cần mặc đồ dày như vậy không mặc đồ từng lớp có nghĩa là bạn không cần phải làm việc và có người chăm sóc trong cuộc sống nhưng đi chân trần là vì sự mát mẻ điều này cũng giống như những người mãn châu thích để móng tay dài hàng chục cm những người siberia dài như que củi từ khi chiếm đóng trung quốc thậm chí còn để móng tay để khoe người việt vốn lạnh lùng có lẽ việt nam đã có máy điều hòa từ xa xưa Vấn đề là nó không thể được sản xuất từ lúc đó. Miền Bắc Việt Nam có khí hậu cao nguyên với nhiệt độ chênh lệch lớn giữa buổi sáng và buổi tối. Nhà tôi ở ngay cạnh miền Bắc Việt Nam lạnh lắm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy trang phục như vậy ở Việt Nam. Nó thực sự rất đẹp. Họ đều là những nước chư hầu của Trung Quốc. Họ chỉ là những nước chư hầu được hoàng đế Trung Quốc sắc phong. Việt phục đẹp hơn quần áo Mãn Châu. Nó không phải là tốt nhất, nó đã được cải tiến dựa trên tính thẩm mỹ hiện đại. Tôi chưa được xem phiên bản gốc. Cảm ơn bạn. Tôi chưa bao giờ mặc quần áo sang trọng như vậy. Ta không cai trị một thời gian, quý tộc có thể lộng hành. Chỗ đó nóng quá, sao có thể mặc đồ như thế này được? Ở đó chỉ có người bản địa và các quý tộc đều ở phiên ngung, Quảng Đông. Bạn nên tra cứu lịch sử và nói với tôi rằng họ vốn là người bản địa. Các hoàng đế cổ đại đã cử người đến quản lý nơi này và mang lại nền văn minh cho họ. Nguồn gốc nền văn minh của họ là Trung Quốc cổ đại làm sao có thể có quý tộc gì ở việt nam bạn có nghĩ họ đã tự mình phát triển nó không miền bắc việt nam từng thuộc ảnh hưởng trung quốc chúng ta được gọi là dân tộc trung hoa và hán phục chỉ có thể được coi là trang phục cổ xưa vâng trang phục cổ xưa của dân tộc trung hoa nhìn vào những bức tranh và sách cũ họ ăn mặc như thế này bức ảnh cũ nào cuốn sách cổ nào có nhiều ảnh cổ thời nhà nguyễn đẹp hơn ảnh nhà thanh thời đó tranh của ta có cùng loại quần áo với ảnh được đăng trong video gốc không? Ở miền Bắc Việt Nam, bạn thậm chí phải mặc áo khoác vào mùa đông. Có lẽ đây là thứ mà quý tộc của bạn mặc trong các buổi lễ lớn, bởi vì họ đang khao khát nền văn minh Trung Hoa. Nó lại bị đánh cắp ở đó nữa. Thành thật mà nói, đó là phong cách rất Nhật Bản, tôi chỉ nghĩ đó là quảng cáo kimono. Bạn đã bao giờ nhìn thấy hán phục vào thời nhà Tống chưa? Đây quả thực là phong cách Nhật Bản, làm sao có thể giống trang phục thanh nhã thời nhà tống được đây là chiếc áo choàng thời nhà minh có cổ tròn và váy có đúng là chữ hán không thể khôi phục được không những chữ cái thời nay thực sự không ăn nhập với trang phục việt nam không có thứ gì gọi là của việt cả vì họ tự chọn cái tên này nên chúng ta ủng hộ nhưng bảng chữ cái tiếng pháp bắt mắt quá nên không còn dùng chữ hán một đất nước nhiệt đới lại mang rất nhiều quần áo này trên thực tế khí hậu ở miền bắc việt nam không nóng đến thế Miền Bắc Việt từng thuộc về Trung Quốc cũng là một phần của miền Bắc Việt Nam, còn miền Nam Việt Nam thực sự rất nóng. Nơi cực Bắc của Việt Nam cũng như phía Nam Quảng Châu. Tôi ra Bắc Việt vào tháng 1, chơi không nóng. Quảng Đông nóng chứ đừng nói đến Việt Nam. Có thể ở đó có nhiều mũi hơn nên mặc thế này có thể cách ly chúng. Ngày xưa Chiết Giang nóng hơn Quảng Châu ngày nay nóng không thể tưởng tượng nổi, không thể mặc quần áo dày như vậy. Mặc nhiều quá, tôi thấy nóng rát triều đại việt nam thời nhà minh chỉ sử dụng y phục và quân phục của triều đại trung nguyên nhưng triều đại trung nguyên chưa bao giờ bảo hộ cho việt nam và quân phục chính thức mà việt nam mặc trong lịch sử hiện đại cũng không phải của người việt bạn biết tại sao không vì nguồn cung vải toàn cầu đã được cung cấp từ trung quốc từ xa xưa dù là từ trung quốc hay châu âu sau thế chiến thứ hai nhật bản đã đổi tên gufu thành kimono có nghĩa là quần áo làm bằng vải từ gudi phía nam sông dương tử trên thực tế đó là hán phục Giống như khi người Việt mặc vest, như các bạn nói có nghĩa là khi người Việt mặc vest thì vest không phải là vest sao. Người Việt thích bán buôn hán phục trước đây. Họ từng mua trực tiếp hán phục thành phẩm, nhưng giờ họ thông minh hơn và mua vải có thể tìm thấy trên eBay. Tất nhiên, vải rất quan trọng. Quần áo hiện đại của phương Tây được làm từ sợi hóa học và len. Và sức hấp dẫn của kiến trúc Trung Hoa cổ không thể bắt chước ở Việt Nam. Quả thực Việt Nam có thể được coi là một thành viên của văn hóa Trung Quốc nhưng nếu không thừa nhận thì đó không phải là văn hóa việt nam mà là hóa bản địa của họ việt nam cũng giàu có và đã bắt đầu phát triển trang phục truyền thống đừng quá lố bịch mặc quá nhiều quần áo ở các nước nhiệt đới sẽ gây say nắng tại sao gần đây có nhiều hoạt động ở việt nam thế nhỉ tôi đã báo cáo tất cả những người có như vậy trang phục truyền thống ở vùng nhiệt đới là áo dài bạn nghĩ tôi có tin hay không vòng tròn văn hóa trung quốc vùng đất do trung quốc kiểm soát đã tiếp tục và phát triển văn hóa và trang phục Trung Quốc. Cách đây một thời gian, tôi thấy một người Việt Nam mặc hán phục được làm từ thời nhà Tống. Thật là khôn ngoan khi Hoàng đế hộ tống tất cả thợ thủ công Việt Nam đến nhà mình. Tôi chỉ muốn hỏi người Việt Nam mặc nhiều quần áo như vậy có thấy nóng không? Bạn có kỹ năng nuôi tằm sao? Cảm ơn các bạn đã quảng bá văn hóa Trung Quốc và trang phục Trung Quốc. Tiếng Việt gần giống tiếng Đông Nam Á cảm giác thật kỳ lạ khi mặc những thứ như thế này và giọng nói của họ thực sự giống người thái vâng tất cả trang phục truyền thống trong giới văn hóa trung quốc đều có vẻ trang nghiêm trang nhã và thanh lịch bạn không thể mặc loại quần áo này ở việt nam trời nóng đến mức họ quấn mình trong lá cây tôi nghĩ con kênh đào phù nam cần được đẩy nhanh hơn cảm ơn việt nam đã quảng bá hán phục đây có phải là nỗi lo sợ của các nước chư hầu đối với nước bá chủ nếu làm như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị phản bội họ không sợ bị sốc nhiệt à bạn có biết hạnh phúc nhân đôi nghĩa là gì không tất cả đều được truyền lại từ trung quốc họ đang xuất khẩu gì cho nền văn hóa của chúng ta xét về điều kiện khí hậu kiểu trang phục này khó có thể là trang phục truyền thống ở đông nam á việt nam và hàn quốc đều là chuyên gia tạo nên lịch sử đây không phải là áo bào thời chiến quốc sao nhìn kỹ hơn vào cổ áo bên ngoài nó có vẻ là cổ áo nửa cổ giống như áo choàng thời nhà minh chứ không phải cổ áo đầy đủ của áo sơ mi tay rộng thời nhà tống có cảm giác như áo choàng thời nhà minh như một chiếc áo choàng phong cách nhà tống phong cách khó hiểu đây không phải là áo choàng của chiến quốc áo choàng của thời chiến quốc là một chiếc áo choàng có cổ chéo và một vạt áo thẳng ở trên và dưới tương tự như một chiếc váy với chiếc váy được làm từ thời nhà tống nó được mô phỏng theo người việt từ thời nhà thanh thật khó hiểu nó thực sự làm tôi buồn cười, Việt Nam nóng quá và có rất nhiều quần áo dài. Ngành dệt may phát triển đến mức nào mà người ta lại dám ăn trộm nhỉ? Việt Nam đây sao? Đây có phải là bộ đồ chống mặt và say nắng không? Công nghệ dệt truyền thống của Việt Nam có thể sử dụng được không? Đây là phiên bản bắt chước của Hán Phục. Người mẫu Việt hơi nghiêm túc nhỉ? Không được, bạn đã quên nơi bạn sống rồi à? Bạn thực sự không xem xét các yếu tố thực tế, chẳng hạn như nơi bạn ở rất nóng. Thời xưa, người Kinh, người Choang, người Miêu và người Bùi thực sự biết rõ nhất liệu người Việt có học được từ Nhật Bản hay không và thừa nhận rằng không có gì đáng xấu hổ. Học từ Trung Quốc và vay mượn văn hóa Trung Quốc. Đây không phải là quần áo của đạo sĩ Quảng Tây của chúng ta sao? Đây là lần đầu tiên tôi thấy một bức tranh được phục hồi thực sự có thể khôi phục được cấu trúc của nó. Việt Nam cũng đặt từ song hỷ lâm môn làm hoa văn trên chiếu nhỉ. Việt Nam mặc nhiều đồ mà không thấy nóng sao? Các bình luận từ netizen Trung Quốc cho thấy nhiều quan điểm khác nhau về trang phục cổ trang Việt Nam, nhưng có một số thái độ và xu hướng chung. Một số bình luận chỉ ra sự không hài lòng về trang phục cổ trang Việt Nam, cho rằng trang phục truyền thống ở Đông Nam Á phải đơn giản, mỏng nhẹ vì khí hậu nóng ẩm. Điều này phản ánh một sự thiếu hiểu biết về khí hậu và văn hóa đa dạng của Việt Nam, đặc biệt là vùng phía Bắc có mùa đông lạnh. Nhiều bình luận thể hiện quan điểm sáo rỗng rằng trang phục cổ Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc và văn hóa Việt Nam chịu ảnh hưởng hoàn toàn từ Trung Quốc. Những bình luận này còn hạ thấp, cho rằng Việt Nam chỉ là chư hầu hoặc là một phần trong vòng tròn văn hóa Trung Quốc. Một số ý kiến đặt câu hỏi liệu trang phục cổ Việt Nam có phải là bản sao hoặc bắt chước Hán phục, hoặc là sự pha trộn từ Nhật Bản. Họ cho rằng trang phục Việt Nam có thể chịu ảnh hưởng từ trang phục của các triều đại Trung Quốc như nhà Minh, nhà Tống và nhà Thanh. Bên cạnh các bình luận tiêu cực, cũng có một vài ý kiến tỏ ra ngạc nhiên và đánh giá cao vẻ đẹp của trang phục cổ Việt Nam. Những người này bày tỏ sự khen ngợi về tính thẩm mỹ và sự độc đáo của trang phục, mặc dù vẫn còn sự ngạc nhiên vì sự khác biệt so với văn hóa Trung Quốc. Kết luận, các bình luận từ netizen Trung Quốc phản ánh sự thiếu hiểu biết và cả định kiến về văn hóa Việt Nam. Một số vẫn coi Việt Nam là chịu ảnh hưởng hoàn toàn từ Trung Quốc, trong khi những người khác dường như không nhận ra sự phong phú và đa dạng văn hóa của Việt Nam.